Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Oanh Chứng khoán Đức Chiến. Ngày hôm nay là cái phiên thứ hai mà thị trường đánh rất là gọi là nó có cái sự biến động lớn ở trong phiên đúng không anh em? Đấy. Thì đối với cái việc mà thị trường biến động lớn ở trong phiên này thì cũng có ngày hôm nay cũng có rất nhiều anh em hỏi mua cổ phiếu, nhưng mà tựu chung lại chỉ một vài cổ phiếu mà anh em có thể lấy được. Đặc biệt ví dụ như ở đây là có TB Bank anh em. Có TB Bank thì anh em có thể lấy được nếu buổi sáng anh em làm tinh ý. Thì khi mà TP Bank nó kéo lên vùng 18.95 thì anh em có thể lấy được. Đấy. Tại sao? Tại khi STB nó tăng, anh em hiểu không? STB nó tăng thì TP Bank là cái con tăng thứ hai anh em nhé. Đấy. Còn VP Bank nó tăng nhưng cuối cùng nó không giữ được cái nhịp tăng của nó. Đấy. Và ngày hôm nay khi mà anh em thấy dòng trụ, khi những cổ phiếu như là vốn hóa lớn như là VIX, Vinhome bắt đầu nó điều chỉnh đúng không? Anh em VIX này, Vinhome này, đấy, bắt đầu nó chỉnh, Masan chỉnh đúng không? Thì những con của dòng ngân hàng nó lại tiếp tục tăng anh em ạ. Dòng ngân hàng tiếp tục tăng, nó đỡ chỉ số. Đặc biệt ở đây là con STB và con TP Bank như vừa nãy ông Anh nói. Đấy. Thì con anh em hiểu là những cái con cổ phiếu chạy sau, nếu anh em ngày hôm nay anh em mua được TP Bank, kể cả ở những cái vùng giá 19.2, anh em cũng không phải quá lo lắng. Vì những con cổ phiếu này mới bắt đầu chạy, nó giống con MSB anh em này, nó giống con MSB này. Những cổ phiếu ông Anh đã nói là những cổ phiếu chạy sau chưa chắc đó là những cái cổ phiếu chậm đâu anh em ạ. Nếu anh em mua được, anh em nhá, nếu anh em mua được những con cổ phiếu như này thì chạy sau chưa chắc nó đã chậm. Đấy. Và thị trường thì nếu dòng banh thì hiện tại thì ông Anh thích nhất con này, TP Bank. Đấy. VB Bank thì thật sự là cũng khá là ok, nhưng nó đang tích lũy thì không biết bao giờ nó đánh. Anh em thích thì anh em có thể vào đấy vị thế một chút. Còn thị trường ngày hôm nay như thế nào ạ? Thị trường ngày hôm nay như nào? Thì thị trường ngày hôm nay chúng ta có cái gì ạ? Có, hôm nay thì ông Anh cũng có nói rằng là, anh em nhìn, ngày hôm nay thì ông Anh bảo anh em mua lúc buổi sáng. Đây. Lúc buổi sáng thì TP Bank ổn, anh em nhìn, lúc 9:30. Khi mà TP Bank lúc 9:30 nó ở đâu ạ? Nó ở đoạn này anh em ạ. Đây, nó ở đoạn này. Tức là cổ phiếu nó mới chỉ tăng được có khoảng tầm 0.85%. Thì ông Anh đã bảo anh em lấy TP Bank ổn. VP Bank và TP Bank thì hôm nay là con TP Bank là con tăng tốt hơn. Con STB sáng mở gap thì thật sự cũng không muốn mua. Đấy, không muốn mua. Đấy. Thì quay sang lấy TP Bank. Và hôm qua thì ông Anh cũng có nói TP Bank. Anh em nhìn này, hôm qua thì ông Anh cũng có nói TP Bank ở trong cái nhóm cổ đông này. Đấy, anh em nhìn này. Hôm qua này, đấy. Hôm qua thì cũng có nói bank, còn TP Bank có thể mua được. Đấy là ngày hôm qua anh em nhé. Có mỗi TP Bank thì hôm qua mình nhìn, ông Anh nhìn thì cũng thấy TP Bank nó đẹp. Đấy. Thì bảo là nếu mà dòng bank, nếu mà giả sử nó tăng thì con này khả năng cao là nó sẽ tăng. Đấy. Và hôm nay thì anh em thấy là hôm nay ông Anh dự đoán cái nhịp chỉnh, anh em nhìn này, cái nhịp chỉnh ấy. Đấy. Hôm trước thì ông Anh có nói là thị trường nó có hai nhịp đúng không anh em? Có thể là một nhịp chỉnh giảm và sau đó là một nhịp chỉnh thật, hoặc là chỉnh thật trước sau đó mới là một nhịp chỉnh giảm. Ví dụ như ở đây ông Anh đã nói với anh em rồi đúng không, ví dụ ở đây, đây là nhịp chỉnh thật, sau đây là nhịp chỉnh giảm, thì đây là nhịp chỉnh giảm, sau là nhịp chỉnh thật, đúng không anh em? Đấy, thị trường nó thú vị, nó cực kỳ thú vị anh em ạ. Thật sự là nếu anh em hiểu thị trường nó cực kỳ thú vị thì hôm nay ông Anh bảo là để xem hôm nay là này, lúc mà khi bắt đầu nó chỉnh thì ông Anh bảo là khi bắt đầu nó chỉnh thì ông Anh có bảo là để xem hôm nay là nhịp chỉnh thật hay nhịp chỉnh giảm. Đây. 13:04 lúc mà bắt đầu thị trường chỉnh nhá, thì ông Anh nói là xem thị trường này là chỉnh thật hay chỉnh giảm. Đấy. Thì sau khi đó anh em nhìn này, sau khi mà ông Anh thấy STF nó tăng đến 13:36 thì ông Anh bảo là khả năng này là thị trường nó vào nhịp chỉnh giảm rồi. Đấy. Sẽ có một số cổ tiếp tục kéo lên. Tuy nhiên, anh em phải hiểu, tuy nhiên cái nhịp chỉnh giảm này là như nào, nó mỗi tài khoản anh em nhé, mỗi tài khoản anh em có là một cái cách xử lý khác nhau ở trong những cái giai đoạn thị trường, nó trong cái giai đoạn. Ví dụ khi mà thị trường nó kéo lên tiếp, những cái cổ phiếu nào mà anh em đệm lại nó chưa tốt là anh em phải bán, hoặc là anh em đang lỗ nhẹ, anh em về bờ anh em phải bán. Anh em hiểu không? Anh em hiểu không ạ? Còn những cái cổ phiếu nào ví dụ như STS ông Anh lãi được khoảng tầm
20%. DGC Hồng Anh lãi được mười mấy phần trăm. Hôm nay là khoảng được 12%. Thì Hồng Anh không việc gì mà Hồng Anh phải bán, anh em hiểu không ạ? Đấy. Còn những cái cổ phiếu nào nó đang âm, anh em đang âm nhẹ, đâm đang tham chiếu. Đấy, thì anh em bắt buộc là nếu mà nó kéo lên ý, mà nó không cho đệm lãi tốt, ví dụ là nó phải kéo lên khoảng tầm 7-8%. Đấy, thì nó may ra anh em có một cái đệm lãi tốt để anh em gồng qua được cái nhịp chỉnh thị trường. Còn nếu không là anh em bắt buộc anh em phải bán. Đấy. Thế nên là rất là quan trọng ý. Nói chung là thị trường này nó thiên biến vạn hóa. Khi anh em nhìn thấy chúng ta sẽ còn khoảng tầm 1-2 phiên nữa. Chúng ta sẽ còn khoảng tầm 2-3-4 phiên nữa, 2-4 phiên nữa. Thì có thể thị trường nó sẽ kéo lên tiếp và có thể trước vùng này có thể rơi. Đấy. Hoặc còn thể kéo hơn nữa cơ. Đấy. Cái đấy Hồng Anh không biết. Tuy nhiên khi mà đến cái nhịp chỉnh thật thì Hồng Anh sẽ biết. Gần trước khi cái nhịp chỉnh thật nó xảy ra thì Hồng Anh biết, Hồng Anh sẽ báo mọi người. Nhưng mà Hồng Anh phải nói trước để cho anh em hiểu rằng là khi mà nó kéo lên ấy mà anh em vẫn không có lãi là anh em phải xử lý tài khoản. Vì khi rơi, anh em hiểu không? Vì khi rơi thì tất cả các cổ phiếu nó đều rơi. Đấy. Chứ không riêng gì cổ phiếu kéo lên và chưa kéo đâu anh em nhé. Thì hôm nay Hồng Anh show cho anh em xem cái tài khoản của anh, tỷ lệ tài khoản đang full margin, anh em hiểu không? Tức là khi mà đánh đến full margin như này thì tức là Hồng Anh vẫn cược thị trường sẽ lên và chỉnh khi nào? Chỉnh nếu hôm nay xác định nhịp. Tại sao Hồng Anh vẫn cầm full margin? Vì hôm nay biết Hồng Anh biết rằng là đã là nhịp chỉnh giảm, nó sẽ có những cái pha kéo lên để Hồng Anh có thể bán cái lượng margin ra để cơ cấu tài khoản, tức là cầm tiền hoặc là cầm 100% cổ phiếu chờ margin, chờ nó hạ xuống để mua thêm. Em hiểu không? Đấy, tùy tài khoản, tùy từng cái trạng thái tài khoản này. Ví dụ bây giờ anh em cầm tiền đúng không? Anh em cầm tiền thì anh em giải quyết như nào? À, anh em cầm tiền thì bây giờ anh em chắc chắn là phải cầm đến cái nhịp chỉnh thật thì anh em mới dám vào. Chứ bây giờ anh em mua tầm này thì anh em chỉ đánh T cộng, thật sự là như vậy. Còn anh em đang cầm nửa cổ nửa tiền thì anh em cũng sẽ phải chờ xem là chờ thị trường bước vào nhịp chỉnh thì anh em mua nó mới an toàn đúng không anh em? Đấy. Tiếp tục thì có anh em hỏi, có anh em lại hỏi tiếp rằng là thì có những cái con mà anh em hỏi, ví dụ là CSV giá kỳ vọng, ví dụ như này, như anh có nói này, CSV nó kỳ vọng ở đây nó lên 64-67 đây, vùng này và sau đó nó muốn đi tiếp. Nó anh em nhìn nhé, con CSV này nó đang chạy vào pha chạy nước rút và nó muốn đi tiếp, anh em phải nhìn con như FRT này, anh em nhìn này. Đấy. Khi mà lên đỉnh cũ nhá, nó sẽ phải lằng nhằng lên một thời gian, anh em hiểu không? Lằng nhằng ở đây rất lâu. Đấy. Ít nhất là phải tầm 3-4 tháng. Đấy. Anh em nhìn cái đoạn đỉnh cũ này. Đấy. Đây là đỉnh cũ này. Tháng 10 đến tháng 1. Đấy. Em tính lên 11, 12, 1, ít nhất là 3-4 tháng thì bắt đầu nó, nếu cổ phiếu nó có cơ bản và lái nó vẫn đỡ, anh em hiểu không? Lái nó vẫn đỡ thì nó mới sẽ có nhịp tăng tiếp cho anh em. Chứ còn không thì là lên đến đâu, nếu lái không đỡ lái nó xả hết hàng, lên đâu là về gần đến đấy. Đấy, cho nên giai đoạn này anh em phải thật sự tỉnh táo đối với cầm những con cổ phiếu như này anh em nhé. Đối với cầm những con cổ phiếu này phải thật sự tỉnh táo, không tỉnh táo là chết dở anh em, không tỉnh táo là giai đoạn này là chết dở. Đấy, thì Hồng Anh có nói đây và hôm nay Hồng Anh phát hiện ra nhịp chỉnh giá, anh em thấy không? Cái việc mà phát hiện ra nhịp chỉnh giá như thế nó sẽ làm cho anh em không bị mất hàng. Nếu mà anh em phải hiểu, khi mà anh em, nếu hôm nay anh em bán thì có thể ngày mai kia anh em đu vào rồi ăn chỉnh thật thì ui rồi. Có thể đi luôn, nếu mà anh em đu cao đi luôn âm 10-12% trong 2 ngày khi mà hàng về âm 12%. Đấy. Cho nên là cái việc mà anh em đi theo Hồng Anh ấy, anh em trong nhóm đi theo Hồng Anh là anh em biết được, sẽ biết cái thông tin thị trường nó như nào. Và Hồng Anh luôn có một cái kế hoạch giao dịch rất là cụ thể cho anh em ở trong nhóm, em hiểu không ạ? Đấy. Thì tiếp tục. Đấy. Thì hôm nay thì Hồng Anh bảo là đấy, FPT này cũng chạy. Đấy. Và lúc mà báo thì nó khoảng tầm 1% hơn. Đấy. Đúng nhịp trình giải cho anh em, đó là lý do tại sao ắt cần theo dõi real time. Thật sự những anh em broker ấy, mà đoán thị trường ấy, là lên đâu chỉ là đoán mò thôi. Còn cái việc mà Hồng Anh đoán, Hồng Anh dự đoán thị trường là Hồng Anh căn cứ theo tất cả những cái dấu hiệu hiện tại của thị trường và căn cứ theo từng lớp ngành của cổ phiếu. Đấy, và cảm nhận thị trường nữa thì Hồng Anh mới dự đoán được thị trường nó chính xác như vậy. Chứ còn để mà nói hiện tại, để mà nói mà đoán
một hai tuần nữa viên anh nào thì không thể biết được, nó chỉ cũng là chỉ là đoán mò nhưng mà đấy. Thì ông anh nghĩ rằng là ở cái hiện tại thì có thể VN Index sẽ lên vùng 1240 hoặc 1255 gì đó, sau đó nó sẽ đi ngang một vài phiên và sau đó sẽ có nhịp chỉnh, nó sẽ giống như này anh em, lưỡng thững này đấy, sau đó một phát triển đấy. Đấy, không biết là chỉnh thật hay chỉnh giả, nhưng mà nếu mà đánh cái kiểu này có thể là nó sẽ chỉnh thật luôn, sau đó nó kéo lên, sau đó là một pha chỉnh giá và sau đó nó bứt, anh em hiểu không? Cái pha này mới là pha ăn tiền này. Đây mới là pha ăn tiền này. Đấy. Nếu mà đánh kiểu này dễ, khả năng cao là sẽ có nhịp chỉnh thật ở đằng sau anh em nhé. Và cái nhịp này mà anh em đu vào ấy, nếu hôm nay anh em bán mà mai cái anh em đu vào là chết dở, sang tuần có thể là chết dở. Đấy. Cho nên anh em cũng phải cẩn thận nhé, đoạn này là cũng phải hết sức cẩn thận. Thị trường nó sẽ đánh nhá, nếu mà tiếp tục có nhịp chỉnh thật nhá, anh em biết là mai nó sẽ làm, mai nó sẽ kéo các dòng cổ phiếu lên anh em ạ, nó sẽ kéo các dòng cổ phiếu, ví dụ như là FTS hôm nay kéo rồi thôi, VIX, VCI hay là những cái con cổ phiếu như là TPBank tiếp tục kéo, hay là MSB tiếp tục được kéo, nó kéo thị trường cao lên. Đấy, hay là các cổ như là ví dụ như các cổ đầu tư công HAV này, LCG các kiểu nó kéo lên hết anh em, CTI các kiểu nó kéo lên hết để anh em mua vào và sau đó nó mới xuất hiện nhịp chỉnh. Còn giai đoạn hiện tại thì Hùng Anh nghĩ rằng là nếu anh em có điểm là anh em cứ cầm cổ phiếu, không việc gì phải lo. Đấy. Còn anh em nhìn dòng banh, dòng chứng khoán, thì đa phần hôm nay chỉ có cái FTS nó dẫn sóng thôi. Tuy nhiên hôm qua là dòng chứng khoán nó tăng ở thì hôm nay thì nó trứng lại là cũng là chuyện bình thường anh em. Đấy. Những cái con cổ phiếu như anh em nhìn FSI này, nó vẫn đang ở nền, tại sao Hùng Anh đã nói rất nhiều đúng không ạ, nó đang gọi là ép cái đội kẹp hàng để bán, có thể còn xảy ra nhịp spring để cho mà bán, để cho mà nó rũ luôn cả hàng dưới, sau đó nó mới chạy anh em ạ, cho nên yên tâm. Hay là CTS đúng không ạ, nó vẫn đang đi ngang chưa gì đây, tất cả những con cổ phiếu anh em nhìn thì mẫu hình giống nhau, gần đỉnh cũ anh em, nó đánh toàn kiểu đấy thôi đấy. Thậm chí còn một nhịp giảm ra trò anh em nhé, cũng không biết được. FTS này, BSI này. Đấy. FTS chạy sau đúng không anh em? Đấy. Nhưng mà cũng khá là mạnh. Đúng không ạ? Đấy. Thì những con cổ phiếu chạy sau chắc chắn nó đã chậm rồi anh em nhé. ORS anh em nhìn sau hai phiên vô lớn. Đấy. Cuối cùng nó cân bằng này. Anh em nhìn bắt đầu vô nó siết lại nhá. Bắt đầu vô nó siết lại cho anh em. Đấy. Những con này nó có game anh em, game phát hành cổ phiếu này. Đấy. Cho nên là nó sẽ đánh em ạ, nhưng mà thật sự con này nó không cho vay mặc zin nên là ngoài cũng hơi bị lăn tắt một chút, ta cũng hơi lăn tăn để những cái cây nến này, những cây nến này nó đánh đấy anh em ạ, nó đánh đấy, sẽ đánh anh em ạ, những cây nến là sẽ đánh. À, tiếp tục cái gì nữa nhỉ, chứng khoán FTS BSI đúng không, VDS đỉnh cũ, những con này thì nó sẽ tích lũy lại anh em, chưa chạy đâu, con này sẽ chạy sau. AGR, MBS, đấy, MBS lên đây để tích lũy. Những cái con mọt này mẫu hình khả năng nó sẽ là của MBS, khả năng nó sẽ là mẫu hình nền chống nền anh em ạ, khả năng nó sẽ là mẫu hình nền chống nền ở đây, đấy, tạo một cái nền đây và sau đó nó mới zip. Nó giống như FSI đoạn này anh em này. Mẫu hình nền chống nền này. Đấy. Lên đây. Đấy. Xong lên này. Đấy. Tạm nền này. Xong lên tiếp. Đấy. Nó là mẫu hình nó như thế anh em ạ. Thì đây nền này. Lên này. Xong tạm nền này. Xong lên này. Đấy. Thì mẫu hình ở đây nó thật sự là lịch sử nó luôn lặp lại. Đấy. Nó vì là nó là cái tâm lý và hành vi của con người ở trong những cái cây nến này. Đấy. Mua vào mà sai, đấy, hàng về sợ lại cắt lỗ, nó rung lại cắt lỗ đấy, thì nó tạo ra những cái cây nến như này. Xong rồi những ông mà trường phái bắt đáy thì gặp những cây nến như thế thì ông lại bắt vào đấy, tạo thành những cái cây nến rút chân như này đấy. Cho nên là lịch sử của thị trường luôn lặp lại, nhưng mà về xu hướng là xu hướng tăng anh em nhé, chưa có cái gì mà anh em phải xoắn cả, vì ở đây là nếu mà tầm này lại anh em bán ra thì lại nó sướng quá, nó bảo, các em bán đi để anh lấy, để anh mua hết. Vì những cái bộ nến này là những bộ nến lái, chỉ có lái mới làm được những bộ nến như này, nến thân nhỏ ngay vùng đỉnh, mà nếu có đạp thì là lái đạp anh em nhé, là lúc lái đạp ấy,
Anh em hiểu, khi mà lái đạp là cơ hội để anh em lấy. Nếu anh em chưa có và nếu anh em đang cầm tỷ trọng tiền mặt cao, chứ không được dùng mặc zin múc anh em nhé. Anh em phải hiểu là lúc đó nếu anh em còn tiền mặt, ví dụ anh em đang cầm 7% cổ phiếu, 50% cổ phiếu, thì lúc đó là lúc cơ hội để anh em lấy. Khi mà thị trường, khi những cổ phiếu này nó đạp mạnh, anh em hiểu không? Chứ không, anh không khuyên anh em là có mặc zin lao vào múc nhé. Khó lắm, cái đấy là đứt đấy. Nếu mà sai là đứt đứt tài khoản anh em. Thì tiếp tục dòng ngân hàng nói rồi đúng không? Dòng ngân hàng thì mai thì anh em vẫn có thể chú ý được TB Bank nhá. TB Bank con này chưa tăng lắm đâu. Con này đang có dấu hiệu tiền vào anh em. Đấy, tiền nó vào test rất là kinh. Con này có dấu hiệu tiền vào anh em nhá. Được Bit CTG chưa chết được anh em. Nói chung dòng bank khỏe, còn nhịp nữa kinh thật. Đánh nó mèo đánh vội thế. ACB, TB, HD Bank, LB Bank, OCB, MSB. Con MSB này tính cách của nó đánh rất khiếp anh em nhé. Nó đánh kiểu này là rất khiếp anh em ạ. Lái là rất là gọi là lái rất là phiêu anh em nhé. Con này đánh rất phiêu. Nhìn cái tính cách khi mà nó kéo cổ, nhìn ở OC mà nó kéo như này là rất phiêu anh em nhé. Cổ banh thường ít khi tăng trần như này lắm nhé. Nó kéo tăng trần kinh. Rất là ok nhé. Ai có thì vẫn giữ anh em nhé. Con này chưa tăng nhiều đâu. Ai có MSB vẫn giữ. Thì hôm nay những cái con cổ phiếu của dòng cảm biến thế nào? HAH chữ này anh em này, gần đỉnh này, chữ chuyện bình thường nhé. Nhưng vol hơi cao anh em, chú ý vol hơi cao. Vốt. Những con này đó là lý do tại sao anh chưa mua anh em. Chưa thấy có cái dấu hiệu gì của việc đội lái nó muốn đánh. VSC, VSC ok, cũng ok. Những con này thì anh em nếu mà mai nó chỉnh lên ở cái vùng nền này từ 22 này đến 22.5 này anh em có thể lấy được, có thể lấy được. Nhưng anh không thích con này lắm. GMD à, mấy phiên tăng này à, cuối cùng lại về đỉnh cũ nhưng nó chậm. Hay là bán lẻ nhé. DGW đang test lại đỉnh thôi, test lại thôi, ok vẫn không có gì cả, vẫn thoải mái nhé. FRT à, sau khi mà test lại nó lại tăng nhưng mà bị mấy cây cụt đầu cũng là chuyện bình thường anh em nhé. Vì nó tăng quá sốc rồi à, anh em nhìn này, khi mà nó tăng quá sốc như này thì thường sau đó nó sẽ có một nhịp chỉnh. Sau đó nó sẽ phải có nhịp chỉnh. Đây, tăng quá sốc rồi, sau có nhịp chỉnh này, đúng không à. Tăng này, sau đó có nhịp chỉnh này à. Đây, tăng này, quá sốc này, giảm này, xong có một nhịp pull lên, sau đó nó giảm xuống thì sau đó nó mới cân bằng này. Anh em ạ, cho nên anh em phải hiểu những cái gì mà anh em đang làm nhé. VRE tiếp tục tăng. Cái con cổ phiếu VRE này, nếu ngày hôm nay mà anh em lấy ở trong cái vùng giá 25.2 này thì ok. Đấy, và những con cổ phiếu này của anh cho rằng vẫn còn tiếp tục tăng anh em nhé. Mày chưa cạn, nói chung là ông nào cứ nói cản, tôi không cần biết. Quan trọng này nó vừa hấp thụ xong cái lượng hàng chốt lời xong nó kéo lên thì không kiểu gì mai tiếp tục nó sẽ kéo, ngày kia tiếp tục sẽ kéo, ngày mai chắc chắn ngày mai là sẽ tiếp tục kéo. Bán lẻ VTB không có gì cả, cao su DRC rồi đấy, kinh đấy, đúng là chứng chỉ carbon khác nhỉ, kinh khủng. DPR rất là đẹp nhé, DPR đi mon men lại vùng đỉnh cũ này về vôn có được. Xem ri không, xem cũng bắt đầu tăng trở lại. Ri NT2 lỏng anh em ạ, con này lỏng. VT2 TV2 con này anh em mà thích nó đang test lại vùng đỉnh cũ này, cái vùng đỉnh cũ này thì anh em có thể lấy được nhá, có thể lấy được. Nhưng mà Hùng Anh cũng không thích con này lắm, nó đánh vẫn lỏng anh em, nó vẫn lỏng. Ok, chuyển sang bất động sản nhé. Nam Long à, anh em thấy không, những con Nam Long đánh rất khó chịu. Tuy nhiên ngày hôm nay và ngày hôm nay là điểm mua của anh em nếu anh em nó thích Nam Long. Tại sao? Tại vì nó đang test lại, anh em nhìn test lại cái vùng đỉnh cũ, bắt đầu vô nó thấp dần à, đó là lý do anh em nên mua. Hoặc là trong dòng bất động sản thân dòng của anh đánh cũng ít tỷ trọng, ít nhất là dòng bất động sản, vì
Vì Hùng Anh nghĩ rằng là tháng 4 này nó tháng 2 chưa chạy, đầu năm bất động sản chưa có vẹo gì anh em, chưa có vẹo gì. Đấy, cho nên Hùng Anh để ít. Thì PDR là con bất động sản đẹp nhất, anh em thể chú ý. Nếu dòng bất động sản chạy thì PDR sẽ là con chạy đầu tiên anh em. Còn Đích thì sẽ nói lên rút chân không? Đích ngày hôm nay có rút chân một triệu nhưng mà nến này cũng khá xấu, nó sẽ tích lũy lại anh em, nó sẽ tích lũy lại chưa tăng đâu. Vốn lớn như này sẽ phải tích lũy lại. Sell thôi bỏ anh em nhé, bỏ. Khang Điền này, Khang Điền này tăng kinh nhờ, không để ý đấy. Hôm nay ngoại không để ý Khang Điền này nhưng tăng khá là tốt nhá. Với cái cây nến như này, với cây nến của Khang Điền như này thì nếu mà mai mốt nó chứng lại đây thì anh em có điểm mua nhá. Còn nó tạo hình vòng cung ở đây này thì anh em có thể mua được, pullback anh em ạ. Đấy, thì có thể mua được. Còn không thì thôi. HDC yếu anh em ạ, CRE yếu, KHG này cũng ok, nói chung chỉnh được, chỉnh lại như này là ok này. HDG Đạt Phương ok, nói chung Đạt Phương ok anh em nhé. Anh em hôm nay mà ai mà lấy được Đạt Phương là ok, khả năng cao nó sẽ tăng tiếp anh em nhé. Hay cho HTN Novaland, Novaland hôm nay chạm cái vùng mà ông anh bảo này anh em này, chạm cái vùng mà ông anh bảo. Đấy, thì tuy nhiên vol thấp hơn. Đấy, anh em thấy không, vol hôm nay ông anh cũng có chat với ông anh bảo là ông anh hỏi là Novaland có ổn không, ông anh bảo là hiện tại nếu mà nó ở cái vùng 17.35 này, đấy, nó vẫn giữ được cái vùng này đúng không, đấy, và vol nó thấp hơn thì có thể ok, mai nó phải hồi lại, bắt buộc mai nó phải hồi lại, nếu không nó gãy chen, gãy chen là bắt buộc phải bán. Ok thì đầu tư công có gì chúng ta gọi như HHV đúng không, lắp lại cái gap vào đây nhưng mai có khả năng tăng đấy. LCG vẫn đang đi ngang thôi. KSB đấy anh em nhìn này, ngoài buổi sáng anh có nói KSB mới đóng xanh này là có khi test xong rồi, mai mà nó hướng lên là anh em lao vào lấy được anh em nhé. Ngoài nói KSB này buổi sáng cũng đã nói KSB rồi. KSB nay cuối phiên anh em nhìn, KSB nay cuối phiên giữ được sắc xanh thế này khả năng cao là test xong, nó không cần lấp gap anh em ạ. Trong một cái thị trường tăng ấy nó không cần lấp gap, nếu mà thị trường tốt nó vẫn sẽ tiếp tục tăng, vẫn tiếp tục tăng như bình thường, không có gì phải xoắn hết cả. Em nhìn này, đội lái họ cầm hết hàng rồi, game lớn đấy. Được, VCG VCG yếu rồi, nói chung yếu, đang test lại cái vùng đỉnh này. Thế mai nếu mà hồi được là ok, không hồi được là anh em phải bán nhé. Nếu mà gãy mai nó gãy cái vùng 25 này, đây gãy vùng 24.5 24.7 này là anh em phải té, bắt buộc phải té nhá. Xem đầu tư công có gì. Đạt Phương PC1, PC1 hết vẹo buồn gì. SB nó rồi đúng không, CT ngay test lại này. Con này sẽ tạo một cái nền nữa, nói chung là nó sẽ giảm từ 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 thì hay hơn, đúng không? Anh thích nó giảm từ từ và sau đó nó vòng lên thì ngon hơn. Nên con này chờ đợi thêm nhé, phải một vài ngày nữa, tầm 2-3 ngày nữa mới có điểm mua. LCG VCG C4G hút hút ngày hôm nay ổn, nói chung là ổn, con này đi ngang vẫn ổn anh em ạ. FCN HBC bình thường. Hôm nay có con CTD là tâm điểm anh em nhìn này, cái con CTD này nếu mai mà nó làm một cái nến màu xanh em vào đuôi chúng mày, còn nếu mà mai nó gãy gập xuống thì thôi coi như bỏ anh em nhé. Ngày mai là phiên quan trọng CTD anh em theo dõi, vì mai là cái phiên mua ở đây hàng về xem họ xử lý như nào và xem cái nến họ vẽ ra như nào. Đấy, đôi khi những cái người mà người ta đặt bán MP anh em đấy, thì họ sẽ vẽ một cái nến rất xấu. Đây anh em nhìn đi, con này anh em nhìn này đang đánh đẹp như này đúng không, tự nhiên là cái đoạn này đấy, bán MP này thế là giảm này, em giảm xong nó lại tăng lại. Đấy, rất kinh, gọi đánh không cho ăn anh em ạ. Này đánh không cho ăn hết. Ok thì xem là khu công nghiệp, khu công nghiệp thì may hôm nay có Long Hậu anh em ạ, đóng cao nhất phiên rất là ổn. DTD đấy, cũng ngon anh em ạ, thật sự DTD cũng rất ngon. IDC hôm nay cũng đóng xanh rất đẹp đúng không anh em. GVR hôm nay chỉnh nhẹ một chút, chuyện bình thường đúng không. SSC
Đấy, bắt đầu xiết nền đi ngang. Thì những cái con này xiết vào, có thể nó có một pha bứt nhá, nhưng mà chưa bứt được đâu anh em. Ngoài nghĩ dễ, có một pha bứt nhưng chưa bứt được, và nó sẽ phải quay lại, nó tích nền thêm thì mới ổn được. Xem mà có cái gì không nhỉ? Tip ngày mai tăng trần. Tip anh rất khó chịu anh em ạ. Nhưng mà đây, những con này thì ông anh cũng có nói, nếu mà anh em cầm kiên trì cầm được thì nó có sẽ lên 30. Sẽ lên 30, sẽ lên cái vùng này. Kiên trì nhưng mà nói chung khó. Nói chung là khó luôn anh em. Để cầm được một cổ phiếu mà từ dưới này lên được 70% 100% là khó. Trải qua bao nhiêu cái rung lắc. Quan trọng là anh em không cầm nó, chứ thật sự là thị trường nếu mà anh em đánh cổ nào nó cũng x2 rồi, khả năng cao. Cho anh em cầm ví dụ như con ghẻ KBC nhỉ, thì nó không x2 được thôi anh em nhìn. Đấy, cổ nào đánh nó cũng phải lên x2. Đấy, anh em nhìn KBC này không lên được x2 anh em ạ. Đấy, vì cái đoạn vừa rồi nó đạn ở dưới này đến đây nó tăng quá mạnh này. Đấy, nhưng mà nếu mà tính từ đáy khác anh em nhé, nếu mà tính từ đáy thì những con KBC này tăng cũng khá đấy. Ngày hôm nay thì ông anh cũng bảo là nếu mà KBC và GEX IT thì phải để vào lấy tí, nó đang ở nền cũng không sợ lắm. Những cái con như này mà anh em mà vào mua ấy, thì kể cả thị trường chỉnh thì cùng lắm nó về anh em âm 4%, em cắt một phát cái một anh em ạ, không phải xoắn anh em nhá. Đấy. Thì nói tóm lại, thị trường giai đoạn hiện tại anh em phải hiểu là nếu mà thị trường nó tiếp tục kéo lên, nó không đi ngang này mà tiếp tục được kéo lên, thì anh em những ai mà anh em đang có hàng mà đang lãi nhẹ hoặc lỗ nhẹ không thể vượt qua được, tức là nếu mà nó kéo mà anh em cổ anh em không tăng thì không thể vượt qua được chỉnh đâu, anh em bắt buộc phải bán ra nhé. Còn những cái anh em nào mà cổ nó đang lãi khoảng 7-15% thậm chí 2% thì anh em cứ cầm trong ngoài, chắc chắn là anh em sẽ ăn được một cái khoản, anh em sẽ dùng cái đệm lại anh em đánh đổi để ăn được cái khoản lớn hơn chắc chắn. Còn nếu mà anh em bán là anh em dặn cái tầm này mà bán ấy là không mua được những cái cổ như thế đâu. Ví dụ như anh em đây FRT mà anh em bán anh em sẽ không mua được lại nhé, hay FPT mà anh em bán ở những cái cây này anh em nhìn này, nó kéo một phát tăng lại luôn. À, rất khó anh em, rất khó để mua lại nhá. Ok, thì video của ông anh hôm nay cũng đến đây thôi. Thì như anh em thấy, ông anh đã dự đoán được cái nhịp trình giả để anh em ở trong room không bị mất hàng. Và ông anh nếu nhịp trình thật đến, ông anh sẽ biết khi mà trước đó nó có các cái tín hiệu. Thì anh em nào muốn tham gia vào room của ông anh hoặc là muốn trở thành khách hàng thì anh em liên hệ số điện thoại 0949359998 hoặc alo dùng anh nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video tiếp theo.